làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếu, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh bà hiền dân làm được. Chiếc lọ châu chấu thu âm. Công trường xây dựng ở ngoài bà khu phố ồn ào quá, làm tớ không sao tĩnh tâm mà tĩnh tọa được. Tiểu Sùng ơi, tai cậu nhạy cảm quá đấy, xa thế mà cậu cũng nghe được à? Xem ra mình phải tìm cách thôi. Ôi, thần kỳ quá. Bây giờ thế giới yên tĩnh rồi. Sắp ăn cơm rồi, sao cậu vẫn ăn vặt thế? Hiếu Hiếu, mau đi ăn cơm thôi. Mẹ ơi, con không muốn ăn cơm, con không đói ạ. Con lại ăn vặt rồi à? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ăn vặt ít thôi, vì sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị khi ăn cơm. Nếu thời gian dài, cơ thể của con sẽ bị tổn thương đấy. Nhưng mẹ ơi, con thật sự không muốn ăn cơm ạ. Không được, đây là bữa cơm dinh dưỡng mẹ nấu bằng trái tim cho con đấy. Ăn không nổi cũng phải ăn, để xem sau này con còn ăn vặt nữa không. Chỉ có ăn vặt thôi mà mẹ làm gì mà nóng thế. Mẹ đúng là quá nghiêm khắc rồi. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Mẹ nói cậu cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu cứ nghĩ mà xem, điều mẹ nói có đúng không mà con ở đây oán trách chứ. Được ăn kem vào mùa hè là vui nhất. Tiểu Sủng ơi, cậu ăn kem không? Đâu rồi nhỉ? Đây chẳng phải là lọ châu chấu thu âm đấy sao? Hiếu Hiếu, con ăn kem nhiều thế này sẽ bị đau bụng đấy. Không được ăn nữa nhá. Nhưng con nóng lắm ạ. Có nóng nữa cũng không được xem nhẹ sức khỏe. Vâng ạ, bố lại trách mình rồi. Nếu lời bố nói mình không nghe thấy thì hay biết mấy. Lời bố nói đúng là không nghe thấy nữa. Nhưng vẫn rất là hay. Bố ơi, bố giúp con bắt dế với. Bố, bố nói gì con không nghe thấy ạ? Ôi, lời nói của bố bị dế hút đem đi hết rồi. Chắc bố nghĩ là mình cố tình không nghe lời nên mới tức giận thế. Mình phải mau chóng bắt dế lại thôi. Xem người chạy đi đâu nào. Ta sẽ bắt được người. Xem ta đây. Hiếu Hiếu, cháu đang làm gì thế? Cháu đang bắt dế ạ. Mau xuống đi, thế này nguy hiểm lắm. Nhưng cháu phải bắt được ạ. Vâng. Hiếu Hiếu, cháu làm những trò nguy hiểm thế này sẽ mang lại nguy hiểm cho cháu. Nếu cháu bị ngã, mọi người sẽ đau lòng lắm. Thân bị thương, cha mẹ lo. Cháu biết lỗi rồi ạ. Ông ơi, cháu hứa với ông sẽ không trèo mái nhà nữa. Nhưng nếu không bắt được châu chấu, giọng nói của bố phải làm sao đây? Có cách rồi. Mình sẽ để miếng keo ở đầu ống nữa. Hiếu Hiếu, cẩn thận. Bắt được rồi.
Tớ xin lỗi, tớ không cố ý lục đồ đạc của cậu. Tớ chỉ muốn lấy để xem thôi. Không ngờ nó lại nghe được lời trong tâm tớ, rồi hút mất giọng của bố. Rồi châu chấu còn bỏ đi cơ. Nếu không tìm được giọng nói của bố, xem cậu làm sao đây. May là tớ đủ thông minh, dùng gậy dính bắt được châu chấu rồi. Thế này vừa không vi phạm nội quy và lời hứa với ông nội, mà lại tìm được giọng nói của bố. Hiếu hiếu, cha mẹ trách phải thừa nhận, chính là để cậu cảm nhận tình thương của người thân, phải để tâm vào lời dạy của bố mẹ và người lớn, chứ không phải để cậu tìm cách chống chế. Thì tớ làm theo mà. Ông bảo không được trèo nóc nhà, nhưng có nói là không được dùng gậy tre đâu. Ông nội không cho cậu trèo lên nóc nhà, đấy là lo cho sự an toàn của cậu. Cậu cầm gậy cứ rơi đi rơi lại ở giữa đám dây điện đó, ngộ nhỡ bị điện giật rồi bị thương, thế chẳng phải vẫn làm ông nội và mọi người đau lòng sao? Cậu mặc dù đã hứa với ông không làm những hành động nguy hiểm nữa, thì không nên nói một đằng làm một nẻo chứ. Tớ hiểu rồi. Ôi, cậu sao vậy? Tớ bị đau bụng quá, chắc là bụng bị lạnh đấy. Biết thế tớ đã sớm nghe lời bố không ăn nhiều kem như vậy. Không nghe lời người lớn, thiệt thòi ngay trước mắt thôi. Tiểu Sủng ơi, không phải lo cho tớ đâu. Chúng ta mau thả châu chấu vào lọ đi, để tìm lại giọng nói của bố. Lọ châu chấu thu âm, trả lại giọng nói cho bố nhé. Bố ơi, con bị đau bụng rồi. Sau này dù trời có nóng thế nào, con cũng không ăn nhiều kem như thế ạ. Tiểu Sủng ơi, sao bố vẫn không có giọng nói? Hiếu hiếu, bố vừa nói là biết sai mà sửa sẽ đúng con ngoan đấy. Không phải là bố không có giọng nói đâu, chỉ mỗi cậu không được nghe giọng bố thôi. Sao lại thế chứ? Bố ơi! Bố! Có thể là do lọ có vết nứt nên châu chấu không thể trả lại giọng nói rồi. Hiếu hiếu! Này, cháu lấy gậy đầu dính để bắt châu chấu. Sau lời cảnh báo của ông, mà sao cháu không để tâm thế? Ngộ nhỡ chạm vào dây điện thì nguy hiểm biết nhường nào. Nhưng ông không nói là không được dùng gậy ạ. Hơn nữa, cháu bắt châu chấu là vì bố ạ. Không phải giọng nói của mẹ cũng bị thu lại đấy chứ? Tiểu Sủng ơi, phải làm thế nào đây? Hiếu hiếu, tớ hiểu rồi. Là để cậu không thể nói chuyện với bố mẹ và cả ông nữa. Cũng không phải do lọ thu âm châu chấu, cũng không phải do chú châu chấu đó, mà chính do cậu thiếu mất lòng cung kính đấy. Đúng vậy, cha mẹ trách phải thừa nhận, nhưng cậu chỉ lo cho bản thân, tìm lý do mà không chịu nghiêm túc nghe ý nghĩa thật sự của lời ông dạy, thì tự khắc sẽ không nghe được giọng nói của người lớn thôi. Chứ đều bay mất rồi. Tiểu Sủng ơi, phải làm sao đây? Vâng, mẹ cứ yên tâm, con sẽ nói với Hiếu Hiếu. Mẹ nói gì thế? Mẹ bảo là nhất định phải nói với Hiếu Hiếu. Dù cho cậu có phạm lỗi gì thì người thân sẽ không rời bỏ cậu đâu, mà còn tình nguyện giúp cậu sửa chữa lỗi lầm, làm lại để thành người con ngoan nữa. Mẹ ơi, con hiểu rồi ạ. Tình yêu của người thân là vô tư nhất. Mọi người đều vì con nhất định sẽ tìm lại giọng nói của mọi người. Châu chấu ngoan, năn nỉ cậu đấy, mau trả lại giọng nói bị mất của bố mẹ và cả ông nữa đi. Sau này tớ nhất định sẽ nghe lời người lớn, sẽ không hư đâu. Hiếu hiếu, châu chấu bị ốm rồi. Cậu ấy chỉ có thể hô hào từ ngữ từ các ngóc ngách thôi, không đủ sức tập hợp phát ra đâu. Không sao, tớ sẽ sửa lại nhà cho cậu ấy. Như thế cậu ấy sẽ có thể nghỉ ngơi và khỏe lại. Nhưng tớ đã nghĩ mọi cách rồi, mà lọ đó vẫn không sửa được. Hiếu hiếu, tớ rất nhớ giọng nói của người thân, dẫu bị mọi người trách mắng cũng được. Tớ có cách rồi. Dù cậu không có sức để giúp tớ lấy lại từ ngữ, nhưng tớ có thể tự đi nhặt vào. Lòng cung kính, tình yêu thương, quan tâm, tớ đều nhặt được rồi. Sao vẫn không nghe thấy nhở? Trong lọ vẫn còn thiếu hai từ. Còn ngóc ngách nào mà cậu chưa tìm không? Hiếu Thảo. Hiếu hiếu, mình không được trèo lên đó. Mình đã hứa với ông nội tuyệt đối không được làm những việc nguy hiểm.
Người lớn nói cũng là vì yêu thương mình thôi. Đôi lúc có lẽ mình có thể không hiểu rõ, nhưng làm con, dù có không hiểu thì cũng phải nghiêm túc nghe theo, chứ không được nói một đằng làm một nẻo. Bởi vì hiếu thảo chẳng phải là nghĩa là hiếu thảo với người lớn, không để mọi người lo lắng hay sao? Đây mới là ý nghĩa của câu cha mẹ trách phải thừa nhận. Sự cung kính vâng lời của chúng ta cũng là để báo đáp tình yêu của mọi người. Hiếu Hiếu, con đúng là con ngoan của mẹ đấy. Hay quá, nhà mình lại trò chuyện được rồi. Cha mẹ trách phải thừa nhận chính là nói cho chúng ta biết tình yêu của người lớn là vô tư nhất. Có đôi lúc người lớn sẽ trách cứ chúng ta, chúng ta cũng phải khiêm tốn, kiểm điểm bản thân, biết nhận lỗi, có thì sửa, không có cũng xem như bài học. Dùng thái độ này để nhận lời trách mắng của cha mẹ chính là cách biểu hiện của lòng hiếu thảo. Xuất bản và sản xuất: Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn: Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất: Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch: Đồng Chí Cương. Biên kịch: Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn: Mã Tăng, Cao Hạ Hành. Chỉ đạo mỹ thuật: Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình: Gốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa: Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa: Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Định. Bối cảnh: Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ: Trương Bác Hiên. Âm nhạc: Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.